quá lo lắng rồi. Quốc hay lắm. Chạy đây hay chưa? Mày còn gì vậy? Đây. Hay quá. Đây. Đây nè, chạy đâu cho nó, chạy đâu. Chạy đâu cấp. Chạy thấm nè. Trời ơi. Quá. Ai đều. Chết. Chết rồi. Chỉ cần cỡ đó thôi. Chỉ cần không khá hơn được đâu. Chết luôn. Cương thì cỡ nào? Thấp. Chạy thấp. Vô lưới hoài vậy ta. Cường mà 42 tháng đầu 34 đừng giao nợ thì không có thiệt. Cường ha ha, chứ không nói ra ba. Cường mà chị hả? Chạy thấm. Từng của quanh vô lưới là được. Chạy thấm. Phương. Phương. Cha. Làm canh ơi. Bốn mấy vậy hả? Ba. Ba rồi em kéo rồi. Bốn. Bốn năm. Chạy thấm. Đâu là gì coi bị gì nữa là chưa. Ừ, có đó thôi. À. Kỳ vậy ta. Năm gì năm quá. Lên. Rồi. Chết rồi chứ gì không rồi. Rồi bố. Rồi chứ gì không rồi. Tám bốn chuyện không nói. Đánh chở lạp được. Chạy vòng vòng. Ngoài chết rồi. Như vậy chết rồi. Hay là năm chiếc. Năm. Hai hợp. Tay. Sáu chết. Sáu. Chết. Sao chị nói? Trời ơi, chị cậu ơi. Còn năm. Néo qua bên đó rồi. Thế thông vô Hà có cầu Hà quánh không? Đến chợ đánh được. Hà cấp phúc không? Chợ của mình cũng không đến chợ quá. Chạy. Chết rồi anh Khanh. Chạy. Tám. Đúng vô. Mạnh lên. Chạy.
lại đâu. Nhất. Hai. Hai lắm khác. Trời. Trời ơi, đấm trời. Một, hai. Không có gì. Đội kia được dặn yếu rồi. Mình không có không. Phải gặp cái đội mạnh mình lo lắng, gặp đội yếu mình quá lo lắng đâu. Quốc. Hai lắm. Trời. Đây. Hai chưa? Mày còn gì vậy? Thấy chưa thắng xe nào chưa? Không hợp gì thắng quá trời thắng. Chưa thắng được xe nào hẹn em là anh Nam biết ngôi sao ra sân là anh hiểu rồi. Ừ, thua rồi xong xuôi. Có nhiều người sợ buồn. Không, ngôi sao ra sân rồi. Hay lắm. Ý hả ông Việt? Chết rồi nè. Bỏ. Chết rồi nè. Đây. Đây. Trời mình hay ghê luôn ơi. Không không. Tiếng cái là chịu gì không nổi. Rút. 1-5. 1-5. Lì quá. Đó lên. Nhờ thấm mới thắng, thắng mà là nhờ thấm.